Quý vị thân mến, quay trở lại cùng với My Bus Your Show và đây là phần cuối cùng. Theo như lời hứa của Thuận Nguyễn, lời tuyên thệ từ đầu chương trình sẽ dùng đủ mọi cách để bước xuống chuyến xe này, thì nhiệm vụ của bạn bây giờ sẽ phải thực hiện một thử thách. Đó chính là một cuộc gọi thần thánh. Một cuộc gọi này có hai option cho bạn lựa chọn. Một là Thuận sẽ gọi để gửi một lời cảm ơn, một lời chúc mừng đến với một ai đó đã đồng hành và ủng hộ Thuận trong suốt thời gian làm nghề vừa qua. Hai là Thuận có thể gọi điện thoại để troll một người bạn của mình. Tùy. Thực hiện xong cuộc gọi này, Thuận sẽ bước xuống chuyến xe của My Bus Your Show. Ok. Ok. Giờ chọn đi là troll hay là gọi cảm ơn hay là chúc mừng. Hồi nãy giờ mình cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì mình cũng chuyển qua mood lắng rồi. Chuyển qua mood troll ha. Chuyển qua mood troll đi. Rồi. Nhưng mà vấn đề bây giờ là mình troll ai bây giờ ta? Thì bây giờ mình suy nghĩ coi mình troll được trai, mình gọi được trai. Bạn thân của mình á là có Diệu Nhi, Anh Tú và Hữu Thanh Tùng. Gọi chị Diệu Nhi đi. Gọi Nhi đi ha. Mời đám cưới Nhi đi. Gọi Nhi đi. Mời Nhi đi đám cưới. Không, Nhi không có tin đâu. Là bản thân là tin Nhi không có tin đâu. Tại vì Nhi biết là Thuận đang tập trung vào công việc dữ lắm. Và trong khi đó nếu mà Thuận mà có người yêu là Thuận phải khoe với Nhi liền. Cho nên là cưới là hỏi cưới ai. Rồi. Vậy bây giờ gọi cho ai? Gọi cho Nhi đi. Rồi nhưng mà chốt xong lại là rồi, gì? Hỏi Nhi về cái vai diễn như thế nào. Xong rồi sau đó là mình sẽ kêu Nhi rồi thấy suất chiếu, mình giả bộ mình nói là suất chiếu đang ít quá, mình mượn tiền mình mua vé thêm phim được không? Được, ok. Mình mua vé thêm phim để mời fan được không? Đúng rồi. Mà phải mượn số tiền cũng nhiều nhiều lên nha. 200 triệu được không? Được. 200 thôi. Thôi, 100 đi. 100 đi. 100 thôi. Cho dễ tin thử hơn. Thử dễ tin hay không? Gọi luôn ha. Gọi đi, rồi. Ủa chị đang làm gì á? Đang ngủ hả? Em hỏi xíu được không? Bữa chị thấy vai em sao? Tại vì cái vai của em nó bị một chiều á. Rồi sao nữa? Vai xong Luân hay hơn. Và anh Luân hay hơn hả? Thích, chị thích vai anh Luân hơn hả? Tại vì em kiểu như ác từ đầu đến cuối đúng không? Nghe em nó kể kiểu người bị một màu là nó cuối á. Ví dụ như là vừa coi vô thì cái vai em sẽ là cái vai lạ so với em trước kia đúng không? Đúng rồi. Thì mấy phim đoạn đầu nó hay lại nhưng mà nó bị như vậy đến cuối phim luôn. Ở đây thì thấy bị một màu vậy đầu trước kia á. Tại có bị cắt hai đoạn của em. Nhưng mà không sao, nhưng mà nó có trọn vẹn không? Có tròn trịa không? Em chỉ sợ là cái tâm lý nhân vật nó bị gãy thôi. Có gãy chỗ nào không? Không, chưa thấy gãy gì đâu. Còn về tổng thể bộ phim thì thấy chị thấy như thế nào? Phim thấy ok rồi. Coi ok, coi cuốn nè, có cảm xúc. Nhưng mà bây giờ cái em không biết sao nữa, nhưng mà tại vì cái số lượng mà khán giả mua vé ít quá. Đúng rồi, ít quá cho nên là bây giờ em đang tính đó. Dạ đúng rồi. Em đang tính là em mua vé để em mời fan đi coi, để cho cái suất cái lượt vé mình mua nó nhiều hơn. Xong rồi rạp người ta thấy vậy á, cái người ta sẽ tăng số chiếu của mình lên. Không, chị Vân đâu có mua đâu. Bây giờ em muốn em tự mua nè. Nhưng mà giờ em đang kẹt tiền quá, chị cho em mượn được không? Em đang nghe chương trình hả? Không, em muốn mua thiệt. Em đang nghe chương trình lục camera phải thang lên. Thôi bị lỗ rồi. Thua rồi. Thôi nghe. Bởi vậy á, cũng nghi lắm rồi. Chị quay quá nhiều chương trình rồi, cho nên là em biết chắc chắn là em mỗi lần em mở miệng để em mượn tiền là chị hỏi liền. Tại đó giờ em cũng đâu có mượn tiền chị đâu đúng không? Nãy giờ hèn chi lên tính rồi, mày mà không chê cái gì á. Mà có chơi cũng đâu sao đâu chị. Em cũng muốn nghe thật lòng mà. Đó là những điều thật lòng của chị. Có mượn tiền nên là chị phát hiện là tại vì không đâu có được thiếu tiền. Thôi được rồi, em cảm ơn Nhi nha. Ok, thật, bye bye. Bye bye chị.
Ghê thiệt chứ. Sao mà tới mượn tôi tiền là tôi á. Nghe tôi biết là bạn 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 gọi là bạn troll người ta liền á, tại vì tới cái đại mà mượn tiền á, bạn nói chuyện y chang là biết bạn ăn troll vậy á. Ủa vậy hả? Nhưng mà nói chung là chị Nhi cũng đã quá quen rồi, nhưng mà có một điều mà Huy thấy rất là quý Nhi á là hôm nay khi mà nói chuyện đoạn đầu, khi mà trao đổi chị em với nhau thì rõ ràng là mình thấy là Nhi rất là quan tâm tới Thuận và cả hành trình của Thuận nữa, cho nên mới có những cái lời góp ý rất là chân thành như vậy. Bản thân Và Thuận cũng vậy đó nha, Thuận cũng thích được nghe những lời chân thành. Mọi người thường hay nói là không biết là khi mà đọc những cái comment như thế nào ở trên trên YouTube hoặc là những sau những lần mình ra sản phẩm á, thì Thuận có buồn hay không. Thuận thấy Thuận không buồn, Thuận thấy đó là một cái gọi là một cái góp ý, một cái điều để mình nên nhìn lại bản thân của mình để mình thay đổi nhiều hơn. Đương nhiên là sẽ có những cái lời mọi người nó sẽ nói hơi nặng, nhưng mà những cái nào mình thấy phù hợp thì mình nên nghe. Huy nghĩ là luôn luôn cầu thị và luôn luôn tiến lên, đó là cái điều mà chúng ta cần phải có được ở trong người của mình. Và khi mà mình nghe được những lời góp ý, dù là nó đắng cay hay dù là nó đang cổ vũ mình, thì cũng phải luôn luôn tỉnh táo để biết rằng là mình đang làm điều gì, Đúng rồi. như cái cách mà Thuận đang làm. Hôm nay thì với cuộc gọi thần thánh thì Thuận đã không thể hoàn thành được. Một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Huy rất là cảm ơn Thuận đã dành thời gian của mình đến cùng với My Best Your Show, và cũng chúc cho Thuận là trong những năm tiếp theo sẽ có những dự án điện ảnh đúng nghĩa là sẽ có được dấu ấn của mình, và đặc biệt là cũng sẽ mong rằng là sắp tới sẽ biết là người yêu của Thuận là ai. Kì kì, người ta đang quan tâm khán giả đó, nó trầm liền, mà chỉ cần nói dù người yêu là cười lên liền đó mọi người. Đó thì đó là những điều mà thay cho các bạn khán giả gửi trao đến Thuận. Cảm ơn Huy cũng như là cảm ơn ekip của chương trình, cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Thuận, và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Thuận trên con đường làm nghề của mình. Và điều quan trọng hơn hết thì lúc này là mọi người nhớ ra rạp xem phim. Nói chung là vé bán cũng đang rất là tốt, chứ không phải như gì mà Thuận nói với Diệu Nhi hồi nãy. Nãy là mình nói là trên cơ sở là mình troll bạn của mình là Diệu Nhi thôi các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Quang Huy và Thuận Nguyễn xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. See ya.